Hello. Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại trên đầu máy nhỏ tới channel Wish. Tại sao có cái khung cảnh như này? Tại vì tớ đang trong phòng tắm. Và các bạn biết là tớ có rất nhiều video quay trong phòng tắm. Là tại vì mỗi lần vào bước vào nhà tắm là nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế thì tớ không định quay video này đâu, nhưng mà tại vì bữa giờ rất là nhiều bạn hỏi trên Instagram của tớ, kiểu như là các bạn ý cũng nhiều người hỏi là chị ơi, chị pack đồ mang sang Hàn ấy thì chị mang cái gì này, rồi là tại vì cái kiểu thời tiết, ví dụ như là bữa rồi là tớ ở Sài Gòn đúng không, thì cái thời tiết nó sẽ khác, mà sang Hàn thì cái thời tiết nó cũng sẽ khác đi, rồi khí hậu rồi ở trong nhà nói chung là thay đổi như thế nào, và mình đã mang theo cái gì để mình gọi là chăm sóc da, tại vì mình vẫn còn bị gọi là tàn dư của những cái vết thâm hoặc là mụn trên người mình hoặc là nhòm ấy do vaccine nó vẫn còn lên. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng tẩy trang skincare và nói một chút về cái cuộc sống mới này nhé. Hey! Đầu tiên thì các bạn thấy là tớ vẫn mặc áo cộc tay, và có thể rằng là cái ánh sáng ở đây nó thỉnh thoảng mình nhìn trên màn hình camera nó có thể hơi nhiễu một chút xíu, nhưng mà các bạn phải thông cảm nha, tại vì cái này tớ không thể control được, nó không giống như ở nhà. Tớ khi mà tớ ở nhà thì đèn đóm điện các hướng là tốt hơn. Đầu tiên thì tớ sẽ mở cái này ra. Cái tủ mà tớ mang một cái số cái đồ mà tớ gọi là thiết yếu để ngoài, các bạn có thể thấy thì đây, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những cái đồ skincare này. Chuyển sang cái chỗ này cho nên là tớ có kem chống nắng ở trên mặt này, và có một ít son thôi, nhưng mà dù là như vậy thì tớ cũng phải tẩy trang trước nha mọi người. Và vứt cái tóc lên. Hey! Tẩy trang thì tớ mang, thật ra là tớ không định mang cái chai bự như thế này, có cái chai nhỏ hơn, nhưng mà các bạn biết là nhà tớ như một cái nhà kho mỹ phẩm và tớ rất tiếc cái chai này, nên tớ đành phải mang cái chai này theo. Thì thật ra nó bự như thế này là nặng quá đi, 500ml lận, nhưng mà cái chai bio này nghĩa là giá thành của nó cũng khá là cao, không hẳn là cao lắm, nhưng mà ý là để dùng thích ý, nên là chứ còn tớ là mang cái nhỏ gọn, là tớ để ra một cái túi riêng để mà dùng trong hàng ngày khi mà tớ chưa tìm được nhà ổn định ấy. Đấy, cái chai này nó nặng, tớ sẽ kéo cho bạn tớ đã buộc ở đây. Cái bịch bông này là bông mùa xúc bí, bông của Maycree ấy. Vừa tẩy trang thì mình sẽ nói một chút là tại sao tớ lại mặc cộc tay, tại vì thực ra bây giờ nhiệt độ cũng không phải là quá lạnh, nhưng mà thứ nhất là ở trong nhà bên này rất là ấm, cái thứ hai là buổi tối thì thực sự là lạnh, nhưng mà ban ngày thì có nắng thì sẽ không lạnh nữa. Với cả nhà nào cũng có sưởi mọi người, tớ thấy rằng là nếu mà nằm dưới nền nhà, nếu mà không nằm giường hay nằm dưới nền nhà, ý là họ sẽ thường trải đệm và nằm chăn rồi các thứ, thì cái nền nó sưởi, là cái nền nó sẽ là cái sưởi ở dưới cái lớp gỗ ấy, thì nó sẽ ấm ấy. Nhiều lúc mà tớ nằm ngủ tớ còn thấy nóng ấy mọi người. Ok, sau khi tẩy trang thì tiếp đến sẽ là dùng sữa rửa mặt. Các bạn dù như thế nào thì cũng đừng quên cái thói quen và tự làm cho mình biến nó trở thành cái việc mà giống như việc mình ăn hàng ngày để được double cleansing nhá. Sữa tẩy trang thì nhắc lại nhá, sữa rửa mặt thì tớ sử dụng cái dòng sữa rửa mặt này mới tớ mua ở tiệm thuốc luôn, và cái này là tớ mua ở Pharmacity. Thì các bạn có thể thấy đây là sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm, và dùng chiếc máy rửa mặt yêu thích, đây là máy của Foreo. Thật ra thì cái dòng sữa rửa mặt này nó rất là dịu nhẹ và nó giọng gel, cho nên là các bạn có thể sử dụng hàng ngày buổi sáng, kể cả trời mấy hôm mà trời lạnh tớ ngủ dậy tớ dùng buổi sáng ấy, tớ không thấy nó bị căng cứng mặt, không thấy kiểu khó chịu ấy, tại vì buổi sáng rất nhiều người da khô hoặc là rất nhiều người bảo là sẽ bỏ thói quen rửa mặt buổi sáng, nhưng mà tớ thì không, dù có nhiều lợi ích và cũng có nhiều mặt trái hay gì đấy, nhưng mà tớ quen rửa mặt buổi sáng rồi, nếu mà không rửa mặt buổi sáng với sữa rửa mặt là tớ sẽ không tỉnh ngủ được. Tớ sẽ cho một ít cái sữa rửa mặt ra đây, các bạn có thể thấy cái chất này, chất của nó giống như là sữa gạo vậy đó, và nếu mà ngửi kỹ thì nó sẽ có cái mùi kiểu không mùi. Sữa rửa mặt Sensitive Skin này của Pharmacity là một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất mọi người, tại vì tớ rất là sợ da mặt tớ lại breakout với cả bị thay đổi bởi môi trường khí hậu ấy, bởi vì em này không có chứa thành phần là paraben, không silicone, không xà phòng với cả cân bằng độ pH, cho nên là sẽ nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn với cả dầu thừa trên da, làm cho da mịn màng và mềm mại. Cảm giác khi mà rửa mặt xong thì thích, với cả các bạn yên tâm là da nào cũng sử dụng được và đã được kiểm nghiệm bởi bác sĩ da liễu tại Đức ạ. Wow! Hay quá. Tại vì tớ vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh luôn rồi. Các bạn lại thấy là rất là sạch. Cái dòng sữa rửa mặt mà vô cùng dịu nhẹ và dành riêng cho da nhạy cảm thì nghĩa là những cái dạng da mặt khác vẫn có thể sử dụng được. Tại vì da nhạy cảm đã dùng được thì nghĩa là da thường, da hỗn hợp, da khô, da dầu thì đều có thể dùng được. Và một cái điều mà các bạn có thể thấy là cái dòng rửa mặt này này
thì nó không có tạo bọt, cho nên khi sử dụng kể cả máy rửa mặt thì nó gần như là không tạo bọt một chút nào. Nhưng mà nếu mà các bạn nào quen sử dụng máy rửa mặt rồi, các bạn thấy là dù nó không tạo bọt nhưng mà nó sẽ vẫn có một cái cảm giác êm ái ở trên mặt. Tại vì nhiều người quen với cái việc mà sử dụng sữa rửa mặt mà nhiều bọt rồi, thì khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà không bọt nhiều, không có nhiều xốp xốp ấy, thì họ sẽ cảm giác là nó hơi khó chịu cái mặt. Nói chung là tùy cách sử dụng của mỗi người. Tuy nhiên thì đối với một cái dòng rửa mặt mà siêu cấp thích như thế này, và thực sự là bán ở tiệm thuốc luôn, nên là các bạn có thể rất là yên tâm. Nếu như bạn nào mà ở các thành phố lớn thì gần như là các bạn đều biết Pharmacity đúng không? Còn nếu không thì các bạn có thể mua online luôn, tại vì tiệm thuốc online bây giờ rất là tiện. Có một cái link cái dòng sản phẩm này, các bạn có thể mua rẻ hơn một cách nhập code là 408 vào, và các bạn sẽ được giảm 25% luôn. Theo chắc chắn tớ là một người ghiền toner, cho nên là tớ sẽ sử dụng cái lotion. Người hỏi ở lotion khác toner đúng chị, ở đúng người khác, nhưng mà tớ có thể sử dụng cái bước lotion thay cho toner, hoặc là toner thay cho lotion, tại vì lotion nó là một cái dạng nó sẽ đặc hơn toner một chút xíu. Tuy nhiên thì cái dòng này của Deepwork Brand, cái này là của Nhật nhá, và cái hãng này thì tớ rất là thích và nó nhiều rồi không nói. Cái dòng này thì tớ thích cái đầu băm xịt, nó giống cảm giác như toner và cái chất của nó rất là lỏng, nó lỏng hơn những cái dòng lotion khác, nhưng mà cái kiểu cái cảm giác lên da thì nó nằm giữa toner và nằm giữa lotion. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ cảm giác là nó đặc hơn, nó dính hơn các dòng toner khác một chút xíu, nhưng nó lại không dày bằng toner. Đấy. Cái này thì nếu như bạn nào mà có thời gian thì các bạn có thể cho ra tay, cho các bạn xoa ra đều cho các bạn, apply lên mặt cũng được, là một cách để massage. Hoặc là nhiều người có thể sử dụng bông tẩy trang mà nó mỏng vừa phải như tớ. Một lần nữa phải nói là tớ rất thích cái thiết kế này của Deepwork Brand, các bạn thấy không? Nó vừa tay nhá, xong cái này nó rất là chắc, nó sẽ không thể bị bung ra được, mang đi lại rất là dễ, và cái đầu này nhấn nó xuống hơn rất là nhiều cái đầu băm khác. Tiếp đến là sử dụng cái chai serum chống lão hóa này, mà trước có một cái video nói về cái việc chống quầng thâm mắt các thứ đấy, thì có một cái vấn đề đấy là như này, thì mấy ngày nay ấy tớ có cái kiểu đó không hiểu sao, ngày thì tớ rất là buồn ngủ nhưng mà đêm thì tớ lại không ngủ được. Nó kỳ như này nè, nó kỳ ở chỗ là ở Hàn thì hơn Việt Nam 2 tiếng đúng không, thì tớ cứ bên này tớ cứ 5-6 giờ không hiểu sao tớ đói rồi, thì bằng khoảng 3-4 giờ chiều ở nhà mình đúng không, thì thường giờ đấy là tớ hay ăn chiều tràn chiều, nhưng mà ý là tớ đói thế xong rồi khoảng, nói chung là khoảng 6-7 giờ tối là tớ đã ăn xong tối rồi đúng không, tớ ăn tối xong rồi từ lúc mà 6-7 giờ tối nhá đến khoảng 8-9 giờ tớ buồn ngủ kinh khủng luôn mọi người, tớ buồn ngủ mấy chỗ mà tớ chơi game, tớ đánh game, tớ cầm mà tớ cảm giác tớ di con tướng không nổi luôn ý đó, xong tớ buồn ngủ. Thế nhưng mà tự nhiên qua cái cơn đấy đi một tí nhá là tớ thức đến 3-4 giờ sáng luôn, tại vì không ngủ được. Sáng thì tầm 9-10 giờ dậy, có hôm thì lại sớm hơn 8 giờ, cái xong rồi ngồi một lúc ăn uống xong lại buồn ngủ, xong lại ngủ hết cả buổi chiều, xong rồi dậy chơi game. Chung là cách ly kiểu vậy luôn á. Sau bước serum này sẽ là một bước kem dưỡng, thì tớ dạo vào đây skincare cũng đơn giản thôi, không có nhiều bước tại vì cách ly lười. Thì tớ sẽ sử dụng cái kem dưỡng này của Dior. Cái kem dưỡng này thì thật ra là cái hộp này nó to, nó đẹp, nhưng mà thật ra tớ không định mang cái này, tại vì tớ có rất nhiều những cái chai nhỏ single của các dòng như Lancôme, Dior này nọ. Tuy nhiên thì do cái hũ này là cái hũ mà nó sắp hết rồi, nó sắp hết này mọi người, nó còn xíu, cho nên là tớ quyết tâm dùng cho nó hết mà mãi nó không hết. Cái này là một cái dòng chống lão hóa cũng khá là nổi tiếng của Dior, nếu bạn nào là fan Dior các bạn sẽ biết. Cái kem dưỡng này nói chung là đắt thật miếng. Chung thì tớ cũng fan Dior, kiểu mấy cái đặc biệt là cái serum hợp tớ cực kỳ luôn đấy. Ok, thế là đã skincare xong. Và bây giờ các bạn biết sẽ làm gì không? Lên trên Tóc Tóc xem ngay bài mới của chị Thông Minh giáo trình tình yêu. Gọi là mấy hôm nay rồi mới quay video ấy, thì các bạn biết là có một khoảng thời gian trước mà tớ khá là lười quay, tại vì tớ chuẩn bị đi du học ấy, với cả kiểu không có mút. Nhưng mà xong mấy hôm nay kiểu cũng buồn buồn nhàn chán ấy, xong kiểu từ cái hôm mà được đi test PCR rồi thế này nọ, xong tự dưng là quay video cảm thấy vui và cảm thấy là mình có năng lượng hơn. Và tớ hy vọng rằng là các bạn cũng có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng, tại vì tớ là một người mà nếu mà tự bản thân tớ không thấy có một nguồn năng lượng hay là không có một cái gì, tớ sẽ rất là chán, tớ không cảm thấy là tớ không truyền tải được cái gì cho người khác. Tại vì tớ là một người mà kiểu giống như năng lượng nó phải cộng ấy, cho nên tớ muốn người khác, những người xung quanh tớ, những người xem của tớ, các bạn fan của tớ có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng của tớ, và các bạn nhớ đến tớ giống như là một
nguồn năng lượng, có thể tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Thôi hẹn các bạn vào một cái video khác mà chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn về chuyện du học, về chuyện cuộc sống mới, về rất là nhiều thứ. Và quan trọng là cùng nhau trưởng thành hơn. Ok, và bây giờ thì tớ sẽ chuẩn bị đi ngủ, bây giờ cũng khá là muộn rồi. Và sẽ chúc các bạn ngủ ngon. Cũng như là đừng quên mở cái phần mô tả phía dưới ra để có thể xem thông tin những cái sản phẩm mà tớ mang theo để dùng trong cái khoảng thời gian cách ly, cũng như là để cho mình tập quen với cái khí hậu bên Hàn. Tớ nghĩ rằng là mỗi người thì cũng sẽ có một cái thói quen khác nhau thôi, nhưng mà chưa chắc thì là ở tại cái đất nước này, tại cái vùng này nó sẽ phù hợp với cái vùng kia. Đừng quên cái thăm fanpage, Instagram, TikTok của tớ đấy nha mọi người. Và cái quan trọng nhất là nhấn like, subscribe channel bé nhỏ này để nhanh được 1 triệu sub, bởi vì tớ muốn nhận nút vàng ở sùng. Nút vàng ở sùng. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong nhiều video đi học và rất là thú vị ở Hàn Quốc. Mai mốt có khi nào tớ nghĩ tớ sẽ đi du học tiếp Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha. Nói một chút xíu với các bạn bật mí đấy là trước khi mà đi du học Hàn Quốc tớ định đi du học Tây Ban Nha cơ. Chúc ngủ ngon.